Xin chào cả nhà đã quay trở lại kênh Nhật Cường TV. Điều đầu tiên cho Nhật Cường chúc quý vị một ngày mới vui tươi, hạnh phúc, bình an trong cuộc sống. Và một trải nghiệm mới là hôm nay là đi chợ về nấu lẩu đuôi bò nha. Đang ở trong một cái chợ gọi là Phương Đông tại cái thành phố Amarillo, Texas. Bây giờ là mình đi vô chợ mình lựa một ít rau nè. Đây, giờ mình lấy nấm nè. Đó. Sư phụ. Phải không sư phụ? Ok, phải luôn. Hello sư phụ. Ok, ok. Rồi, chào mọi người. Nay mình đang chuẩn bị mình quay một cái clip kỷ niệm về vấn đề nấu lẩu đuôi bò. Đó, cải trắng nè. Rồi mình lấy hành nè, đó lấy hành đi. Rồi lấy ngò nè, khoai môn làm sẵn luôn hả? Đó lấy mấy bịch khoai môn đi. Mấy bịch? Đó vợ bịch. Mấy bịch? Ba bịch đi. Lấy ba bịch khoai môn. Nhà mình có xả chưa? Có xả, có ớt không? Có tỏi hết rồi phải không? Xả, ớt, tỏi có rồi. Tàu hũ nè, một cái tàu hũ này vừa rồi. Nếu mà có tàu hũ chiên giòn là ok, nó nước dừa, có nước súp đó. Đầy đủ rồi, có chao, có nấm, không thiếu thứ gì hết. Bây giờ chỉ có thiếu là thiếu tiền, trả nợ trả tiền thôi. Chợ Việt Nam mình là đầy đủ, không thiếu gì hết. Rồi xin cảm ơn và tạm biệt. Tạm biệt ba nha. Tất cả đã rửa sạch như rau mồng tơi, cải xanh, cải trắng, rồi nấm nè, quế nè, hành nè, ngò ôm nè, tí tô nè, rồi ớt đã sắc nhỏ để có ăn với chao nè, tàu hũ chiên cũng đã mua luôn, thịt bò cũng đã sẵn sàng chờ sắc thôi. Bên cạnh đó có thêm một cái dĩa này nữa là tỏi nè, xả nè, ớt hành. Bên này là cái nồi này là nấu khoai môn nè, với củ cải trắng và hai củ hành tây đó. Ta nấu sẵn riêng cái nồi nhỏ này để lát nồi đổ trên nồi lớn. Đây là nồi lớn người ta đã hầm đuôi bò. Ở trong nhà thì có cái lò để đang hầm đuôi bò, với một cái nữa là đang nấu cái nước súp với hai lon nước dừa với củ cải trắng, hai củ hành với khoai môn đang sôi. Bây giờ là mấy cái này là gồm có xả nè, ớt nè, tỏi nè, hành củ nè. Đó mình sắc nhuyễn xong có chờ nước sôi bỏ lên mình táo. Táo sau đó vô kia mình nêm nếm là xong cái lẩu. Bây giờ bước này là mình tao thôi. Đó. À, nghe mùi lên là bốc là thấy à. Ôi thôi rồi lượm ơi, nó ngon quá. Hiện nay cái lẩu bò đã sôi rồi. Và lẩu bò này quý vị đã biết bao nhiêu tiếng đồng hồ chưa? À, thường thường ta nấu cái lẩu bò này là 4-5 tiếng mới mềm. Nhưng mà tại vì mình không có lò áp suất cho nên nấu không có mau được, mà mình có cái bí quyết riêng gọi là mình nấu sẽ trong vòng 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng thôi. Bởi vì khi mình bắt đặt lên á, rút gọn cái thời gian lại là mình quăng cái muỗng inox đó, quăng cái muỗng này nè, quăng vô, sau đó mình lấy một cái dĩ nước đá trong đó đổ vô. Đó là bí quyết làm cho bò, đuôi bò nó màu mềm. Vậy giờ đã mềm rồi thì bây giờ chúng ta sẽ nấu cái lò lớn này, rồi chúng ta sẽ nêm nếm, rồi sau đó sang cái lò nhà, cái nồi nhỏ để chúng ta bắt đầu thưởng thức. Bắt đầu là hồi nãy là cũng đã tao hết mấy cái hành nè, ớt nè, rồi tỏi nè, thấy không, cho đầy đủ rồi. Xong bây giờ là chúng ta chỉ quăng vô thôi. Đó, đó dán lên. Rất là thơm.
cẩn thận nha. Nó nóng lắm đấy nha. Nó sôi ủng ục đấy. Ồ, xong rồi. Rồi xong. Và sau đây là mình tiếp tục nữa là bắt đầu cái mình bỏ cái nồi hành nè. Đó. Đó. Hành, khoai môn. Múc ra chứ cầm nguyên cái nồi mà đổ vô cái là nó văng từ lưa hột dưa. Lúc đó là phỏng chết. Đó. Thấy chưa? Nhìn hấp dẫn chứ quý vị. À, bây giờ có thể ta đổ vô. Đó, nè. Rồi, bây giờ là bắt đầu đến phần chỗ tài nêm nếm. Nguyên tắc của nêm nếm tất cả các loại lẩu á là ta nêm từ ngọt đến mặn. Nói chung là muốn nấu cái lẩu gì hoặc là phục vụ cho những món đặc sản hay những món ăn nhậu của những người đàn ông thì thường thường là không biết thì tra Google, và khi Google đã chỉ với mình rồi. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là cái nước chấm và nêm nếm cái nồi ngon hay dở là do người nêm. Đó. Bây giờ mình nêm từ ngọt đến mặn. Đầu tiên chúng ta nêm sẽ là bột ngọt vô nè. Thấy chưa? Bột ngọt nè. Sau đó chúng ta sẽ đến đường nè. Đường. Rồi, sau đến bột cần no. Bột cần no thì ở Việt Nam gọi là bột no. Ở đây nhiều khi đó bột gà hay là bột hành củ hay là bột gì cũng được. Bột cái nồi này ăn xin lỗi cũng là mười mấy hai chục mạng. Tại vì cái nồi này bự quá. Rồi, sau đó chúng ta sẽ đến nước mắm. Thà là mình nêm nó bị thiếu tí xíu, rồi sau đó mình nêm lại lần hai cho nó chất lượng. Chứ mình đổ ào ào vô cái hồi cái là coi như là vứt đi công lao từ sáng giờ đi sưu tầm cái lẩu đi chợ này nọ. Coi như đổ xong, đổ xuống biển là coi như xong. Cái này là muối. Muối đâu? Muối đẹp phải không? Này biết phải gì đây? Này muối phải không? Đây muối đây, thấy muối rồi. Muối. Đây. Muối đây thì nó có cái lỗ ở đây. Để đó. Cái mặn là cái cuối cùng. Rồi xong. Sau đó ta nêm nếm xong xuôi, cái bắt đầu ta thử lại lần thứ hai, thấy không? Rồi thấy ok rồi bắt đầu ta mới bỏ qua cái lẩu nồi nhỏ. Xong cái xuôi ta bắt đầu bỏ lá chuối tô nè, rồi hành ngò nè, rau ngổ nè, là ngò ôm á. Rồi bắt đầu tôi bỏ nấm nè, cải bách thảo là cải trắng nè, rồi cải xanh nè. Rồi sau xuôi là múc. Bắt đầu đến phần quan trọng là phần nêm. Nếm mình phải mượn một cái thìa nhỏ nhỏ để mình nêm. Nó ngon hay dở là chỗ này đây. Nó hơi bị nhạt tí xíu. Bây giờ mình nêm lại thêm tí xíu nữa là chỉ cần tí nước mắm và tí muối nữa thành công. Đó, còn nước mắm đây là ok rồi. Có người giúp đỡ thấy ta. Có chừng bị hút thà đổ ngoài còn hơn. Rồi, mình nghĩ là chắc chắn là được rồi. Rồi, lần cuối cùng phi vụ cất cánh. Wow, trên cả tuyệt vời. Yeah.
Đó, thịt bò sắc ra sẵn nè, lát ta chùm ha. Đó, này là lòng bò nè, bò tử bò nè. Hiện nay lẩu chưa nấu xong mà chúng tôi thấy hình như là đuôi bò nó nằm trên cái chén hết rồi. Bởi vì không phải là chúng tôi tham ăn mà chúng tôi dằn những cái cục đuôi bò và những miếng tàu hũ này trên chén để chi, để cho gió khỏi bay cái chén. Bây giờ ta sẽ quăng cái rau tí tô vô nè. Đó, cho nó ngon nè, cái này để dành lát tí kia nè. Rồi ngò ôm nè. Đó, ngò ôm nè. Đó, trong kia còn mà lo gì. Bây giờ cục bự bự nữa nó bay chén bay. Cầm vô phim cho nó hạ chứ. Rồi xong cái nữa lôi kêu kêu này. Ta tiếp tục nè. Ta tiếp tục nè. Lắc qua bên kia đi, lắc qua kia, lắc qua khung hình cho đẹp, ta tiếp tục nè. Đó, ta chuyển qua màn ảnh rộng. Đó, bắt đầu ta bỏ nấm vô. Nấm gì anh? Này là nấm trắng nè, với nấm đen nè. Rồi có cái loại nấm mà mình mà mua từ Việt Nam nó ẩm đem qua nữa. Đó, đó là nấm vàng đúng không? Nấm vàng. Rồi ta bỏ cải bắp thả quá, cải trắng nè, đó cho vô. Nó hoành tráng lẹ lên, đẹp. Mộc tơi thì để lát sau, bỏ vô là múc ra thì hơi nó mau chín rồi ha. Đó, giờ nhấn đi, mới lấy đũa nhấn đi, nhấn đi Hiệp, nhấn đi. Ok, rồi mời các bạn ngồi vào chúng ta mừng. Hiện nay là bây giờ bao nhiêu giờ, quý vị biết không? Hiện nay bây giờ là 8:45, không phải là AM mà là PM. Đói lắm rồi, bây giờ múc thôi. Đội hình chúng tôi đã thay đổi sau một thời gian ngồi ở ngoài thấy gió lồng lộng. Thứ nhất là sợ gió thổi nó không sôi cái lẩu. Thứ hai nữa là tốn ga. Cái thứ ba nữa là trong bàn này có nhiều người bị bệnh, sợ gió yếu và đặt ra gió cho nên sợ rụng nụ. Cho nên chúng tôi phải quyết định phương án dời vô gara. Chúng ta bắt đầu mới ăn nhậu tiếp. Và sau đó chúng tôi đã có thêm những cái món mới đem lên, đó là lưỡi bò trụng hấp dẫn. Đây giới thiệu hạm đồ 7. Hạm đồ 7, biết hạm đồ 7 không? Không biết. Hạm đồ 7 của Mỹ ngày xưa đó. Hạm đội, dùng từ hạm đội là phải không? Là đó, thấy chưa, vừa nói hạm đội là thò muỗng múc liền á đó, ăn khí tế. Và trước khi ăn cái đuôi này thì em phát biểu cảm tưởng, thấy tình hình cái lẩu đuôi bò này phơi mô sao? Lẩu đuôi bò này rất tuyệt vời luôn, nó thơm, nó ngon, bùi cái bùi thịt nó mềm mềm, nó là bò ở đây nè, mềm lắm. Rau cải nó nhất là cái gì không ngon đâu trời. Uống à? Phát biểu ý kiến. Hello, chào mọi người. Đó sao? Ăn vô thấy sao? Ăn ngon, ăn biên ngon. Đó, no rồi, giờ chỉ uống thôi hả? Dạ đúng rồi, thấy no. Quà. Dạ, hello anh. Sao? Hôm nay lần thứ hai nhậu với anh Cường. Với anh Hà Nhật Cường, anh Hà Nhật Cường nấu cái lẩu đu bò. Anh em ăn thưởng thức hồi nãy giờ ăn rất là ngon. Nhưng mà có cái mùi vị thơm giống bên Việt Nam. À, chào cả nhà, anh Cường ảnh chẳng những anh diễn hài giỏi mà còn nấu ăn ngon nữa, quá tuyệt vời. Đó, đây người. Hello, chào các bạn nha. Bữa nay anh Cường nấu cái lẩu đuôi bò này đó là 100 điểm á. Trăm điểm rồi. À, nó cầm 10 điểm thôi. Ăn rất là ngon, rất là thơm. 75% bát. Vậy là mình bỏ này vô. Xin giới thiệu, đây là hai vợ chồng của em Loan và hai vợ chồng của em Kim.
là người em họ của Nhật Cường, chị em bằng gì ha. À, qua đây vô tình gặp luôn. Bây giờ là hai em cứ thưởng thức ăn cái món lẩu bò đi, coi thử nó ngon hay dở. Và bên cạnh đó nè, với Kim ăn thêm một tô bún mắm nữa đi. Này, bún mắm Sóc Trăng đây nấu rất là tuyệt vời, rất là ngon nha. Cứ ăn tự nhiên nha, cho no nha. Bây giờ mình ăn no rồi, bây giờ mình cầm máy mình quay thế cho cameraman nó ăn, chứ xong nó càm ràm, nó lo nó quay nó không được ăn, nó đói, tội nghiệp đó. Ok em, ngon ha. Đó, bây giờ thì anh em mình cứ uống đi ha, rồi xong chúc mừng sức mạnh khỏe. Còn kia nó hát kệ nó. Sau một ngày trời vất vả đi chợ rồi nấu lẩu rồi để cho anh em thưởng thức, rồi trời đến bữa ăn, đang ăn ở ngoài gió thổi lồng lộng sợ rụng nụ hết cho nên mới chuyển vô đây, rồi ăn xong rồi phát biểu mỗi người mỗi ý, rồi tình hình là mình nấu là mình kể hết rồi món gì này nọ thì cả nhà cũng thấy rồi, cả nhà về cứ thực hiện thử những điều mà mình chỉ dẫn thì bảo đảm chắc chắn sẽ là ngon và tuyệt vời. Quan trọng là lúc chúng ta nêm nếm, quan trọng là cái nước chấm đó. Thì cái lời cuối cùng thì cho phép mình đại diện các anh em xin cảm ơn đã đồng hành và luôn ủng hộ kênh Nhật Cường TV. Và bên cạnh đó cũng anh em cũng không quên chúc cho cả nhà luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Ngày nào cũng có niềm vui, ngày nào cũng là ngày lễ, ngày Tết. Và cuối cùng xin nói lời tạm biệt. Bye bye. Nhấn subscribe, đăng ký, chia sẻ. Yeah. Nhật Cường chân thành cảm ơn quý vị luôn đồng hành và ủng hộ kênh Nhật Cường TV. Đa tạ.